Solo The Quad dành 19 sao với tai nghe Beva không dây, độ trễ cực thấp. Anh em cùng theo chân em Hoàng test thử xem nó có ngon không nhá. Chưa kịp gạt luôn ạ. Đấy, này là tiệc buffet, cả chục mạng ở trên này. Con Beva GVK10 này nghe tiếng chân cực kỳ tốt anh em nha, không dây nhưng mà độ trễ rất là thấp thôi, có 20 ms. Anh em cắm qua cái hub 2.4 kia hết này này, rất là ngon luôn anh em ơi. Anh em đang muốn kiếm một cái tai nghe không dây độ trễ cực thấp dành cho gaming thì anh em tham khảo với con tai nghe Beva GVK10 này anh em nhé, qua cái hub 2.4 kia hết này, độ trễ rất là thấp luôn, chơi game solo squad rất là sướng nha.